cho mẹ để mẹ lấy tiền lẻ. Xin chào mọi người nha. Thì cái bài đăng này thì tôi đăng bình thường thôi, tại vì là giống như là báo thông tin những con gà mà đã chuyển rồi á, đã có người mua rồi. Để tôi mở đầy đủ lên. Tôi nói thông tin những con đã bán rồi. Thông tin cụ thể tất nhiên là những người mà khách hàng mà mua những gà này họ đọc họ biết chứ. Đó, ví dụ tôi đỡ hình con này là con của Linh Bông 40 triệu, thì con này là bạn tôi đem về đào tạo rồi. Đó, con này là Phượng Hoàng này, dòng Phượng Hoàng này. Đó, con này thì con của máy Linh Bông với ó rồng này. Đó. Là đều là những con gà mà chúng tôi đã bán rồi cả, rồi con này đang đào tạo này, con này đang đào tạo này, con này đang đào tạo này. Rồi con xám tro dòng song song 30 triệu này á, thì ai xem cũng biết rồi, mở mỏ 30 phút. Thì con này hình như về Vĩnh Phúc ấy, như thế là đã Ấn Độ luôn rồi. Nghĩa là không chỉ khách hài lòng mà còn Ấn Độ luôn rồi. Mà lúc mà Ấn Độ nhiều người nói sao nhanh thế, là tôi lúc đó mà bên anh em gọi vào báo tin đó, tôi cũng hơi lo lắng. Lo lắng là ở đây tôi nói với anh em là của gà chiến phải đào tạo, là nó có thời gian và nhiều yếu tố để nó trở thành gà chiến, còn mình vội vàng quá thì nó lãng phí đi. Còn gà tài thì chắc chắn là như thế rồi. Đấy, thì anh em nói ừ anh Việt yên tâm, bởi vì là anh em cũng chọn đối thủ đại loại thế, nhưng mà lo lắng thì tôi vẫn có phần lo thôi. Đây con gà, con này là S41, dòng song song là con tía này. Tía song song 40 triệu này, số 2 dạng này. Con này là về Hà Nội này. Đó, về những tay chơi số 1 ở Hà Nội đấy. Nên là bạn nào hỏi tôi có đá sơn 1 hay không thì tôi là trại gà mà cứ biểu tôi đá gì. Tôi bán cho khách hàng đá thôi. Đó, cho nên là có khi các bạn hàng ngày gặp ở ngồi sơn 1 là gà của tôi ấy, mà chẳng ai mà đi nói cho các bạn biết làm gì. Đây con Thu Ngân này ai theo dõi cũng biết rồi. Thu Ngân 30 triệu này là những con gà tôi đã bán rồi, tôi đưa lên đây chứ ngoài chưa bán mà tôi đưa lên đây rồi mà một số bạn thì tỏ ra rất là vội vàng, không có nắm bắt thông tin, rồi phát biểu rất là không có phù hợp. Điều này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên lưu ý để tránh mà nó hồ đồ. Con Thu Ngân 30 triệu này là đã có báo tin Ấn Độ mà nó ra đồ đầu là nó Ấn Độ chồng luôn. Cái này ai theo dõi cũng biết hết rồi. Đó, con này là nó về Quảng Trị thì phải. Đó, nó là 30 triệu về Quảng Trị xong rồi người ta nuôi ra đồ đầu. Đồ đầu ăn nhanh luôn quá thì người ta chồng đồ ăn tiếp hai cái trong một ngày, trong một buổi luôn. Này, con đồ lông này về Nghệ An này. Thì nó đá số 1 ở đâu này mà ai muốn đá thì đá với nó. Cứ hỏi tôi đá sơn 1 làm gì. Con song song 70 triệu. Con này á, là khi mà gửi đi là các bạn cũng được biết rồi. Nhưng mà khi mà gửi đi thì trúng cái thời điểm nó không có được thời tiết rồi nó không được tốt thì gà nó bị lát. Thì con gà này thì lại bây giờ lại đang ở trại. Đó, nhưng mà đã giao dịch 70 triệu là đã giao dịch có thật. Rồi sau đó là khi gà nó suy á, là khách gửi lại cho chúng tôi. Đó. Con Phượng Hoàng 50 triệu này ai theo dõi cũng biết rồi, con này gửi lâu rồi mà. Nhưng mà con Phượng Hoàng này khi mà họ khách mua về là đã chết. Đó, khách mua về là nó kiểu như chóng nước nó chết. Rồi, các bạn xem ở dưới này, nghĩa là đây, cái chỗ bạn Thành Huế, bạn đây nè, là có một cái thông tin có nghĩa rằng là một người nào đó họ bị đặt ở một cái nơi nào đó. Chứ không phải là ở đây này, ở trên trang của Ba Bảo Bình Định. Nhưng mà bạn Thành Huế, bạn thấy như vậy, bạn chụp hình, bạn gửi vào cái bình luận này. Đó, thì cái người này bịa đặt rất là ác ý. Họ nói rằng là có cái, các bạn nhìn cái hình ở dưới đây này, hình tôi mặc áo xanh. Còn anh Linh là nhỏ nhất là mặc áo ngồi ở giữa. Còn cái người mà nói cái câu chuyện này á, là người
áo caro gì đây đó, ngồi bên này thì ông nói anh Linh là mua ba con gà đổi đi đổi lại bù mấy chục triệu, xong rồi đã thua cả ba con đấy, rồi nói những thông tin, nói chung là cái người này á, là không biết là cái động cơ họ là gì, nhưng mà các bạn xem tôi phản ứng là rất khó xử trong những trường hợp này. Tôi nói là thường thì các bạn nên, nghĩa là những người này là nghe kể vì khách của trại thì họ hiểu hơn và nói đúng hơn. Vậy thì các bạn nghe thông tin đó là nên nghe thông tin trực tiếp của cái người khách của chúng tôi ấy. À, thì tôi nói này, tôi nói rất là rõ với bạn Thành Hứa và nói đau nhất là gì? Đó là khi vị khách thực sự họ nói người này nói sai thì người này sẽ bị tổn thương và mọi tội lỗi làm mất mặt họ là do tôi gây ra đấy, khổ như vậy. Và tôi cái bài học này tôi gặp rất nhiều luôn rồi, bởi chính tôi đã làm lời nói độc ác bịa đặt của họ bị vạch trần là sai sự thật. Nghĩa là khi mình vạch trần cái lời nói sai sự thật của họ ra ấy, thì họ lại vây ra là thù ghét mình, lý do là kiểu như là họ nói xấu mình á, là hiện là cái việc là họ có thể làm, có nghĩa là họ bịa đặt ra họ hại mình là họ làm được, nhưng mà mình mà vạch trần cái việc đó ra là không được, đại loại thế. Tôi gặp nhiều lắm rồi, nên là những người mà cứ bịa đặt rồi ác ý như này á, khi mà bị vạch trần ra, vạch áo ra cho người ta xem á, cái là biết rằng là nói xấu rồi á, là bắt đầu là mình lại làm cho họ mất mặt. Bởi vì một cái người mà bịa đặt ra để hại một người khác một cái ác độc như này, một thông tin hoàn toàn không có đúng, thì khi người khác biết á, người ta sẽ khinh thường họ. Vậy thì tôi rất là khó để mà xử lý những trường hợp như này đó, mà không nói thì không được, tại vì họ làm như này là tổn hại đến trại. Tôi là một người kinh doanh chứ tôi đâu phải ở trong chùa tu đâu mà tôi ngậm hết, tôi tránh xa sự đời, tại vì tôi phải bảo vệ tôi chứ. Vậy thì bắt buộc là tôi phải phải nói cho bạn biết. Nhưng mà khi tôi nói như này á thì các bạn cũng nghe rất là mông lung, thì vô tình là anh Linh ảnh, tôi với anh Linh thì lại rất là thân thiết và tôn trọng lẫn nhau. Anh Linh ảnh lên chơi, khi anh Linh ảnh lên chơi á thì tôi mới nói cho anh biết là có trường hợp như vậy. Anh Linh anh cười đau lắm, anh đau lắm, anh rất là đau, bởi vì anh không ngờ là như vậy. Anh nói may mà anh tu rồi, nếu không thì không biết là chuyện gì xảy ra. Thì anh Linh ảnh ngồi anh nói chuyện với tôi như thế này, mọi người nghe nhé. Xin chào mọi người, hôm nay rất là vui. Anh Linh ở Đồng Nai, anh ở Trảng Bom đúng không ạ? Đúng rồi, Trảng Bom. Anh em thì thân thiết với nhau, mến nhau từ con gà. Và trong cái nhà nồi cái chảo nó có cái đường để mà dẫn những người đi, trong đó là hai anh em thì cùng một cái hướng nhìn. Thì trước đây anh Linh có mua của trại Ba Bảo Bình Định là ba con gà. Thì không biết là ba con gà đó đá ăn thua như thế nào anh Linh? Một con là tiếng Việt thì đã cũng ăn người ta chết tại trường và đá với chủ trường rồi. Đã chết tại chỗ luôn đúng rồi, đã chết tại chỗ. Rồi một con là gà bông thì cũng thắng người ta có hai hồ. Rồi còn một con gà đá thì thua một con. Nhớ hồi đó anh kể là gà hay quá, anh mua đúng gà rồi, ăn mình luôn đúng đúng không? rồi, mua luôn con gà ăn gà mình luôn. Cảm ơn anh. Thật ra là cái điều này thì cả anh với em quá biết rõ rồi, nhưng mà nếu mà em tự nói ra thì nó không có, nó cần phải được xác minh. Thì nếu mà anh Linh nói ra thì quá chuẩn. Thì ở đây mà nói là anh với em cũng biết tại sao mình phải hỏi câu này rồi, đúng rồi. Nhưng mà chỉ đăng lên như thế này thôi, đấy, đáng lẽ chỗ đây có một người nữa mà nó biết rồi và mình cũng không nói gì nữa hết. Cảm ơn anh. Đó, mọi người thấy không? Thì khi mà chúng ta nghe thông tin ấy, thì chúng ta thực sự ở nếu mà trên mạng xã hội thì có quá nhiều người người ta bịa ra những cái tin giả để người ta đạt cái mục đích riêng của họ, và mình không biết cái mục đích của họ là vì cái động cơ gì ở đâu. Nhưng mà biết chắc chắn rằng là nó có những cái điều rất là không có đúng như thế mà người ta vẫn nói được. Vậy thì nếu mà một người bình thường mà đọc cái bài này lên á, họ cứ nghĩ rằng là à ông này ông nói mà như thật như thế này thì chắc chắn là chắc là ông nói đúng. Đấy, vậy thì chúng ta phải nói rằng là ở một cái khía cạnh á, chúng ta phải dùng trí tuệ để đặt niềm tin, và chúng ta phải biết rằng là đâu là cái nơi có thể tin
Đấy, và ở trên mạng xã hội thì người ta có thể bịa đặt ra mọi thứ để đạt được mục tiêu của riêng của họ. Ví dụ như một cái thông tin mà ảnh hưởng đến bản thân tôi và ảnh hưởng đến trại gà như này. Về theo nếu mà nguyên tắc mà nếu mà ở những đất nước mà có thể mình cái chuyện tuyển cộng nó xảy ra một cách thường xuyên ấy, thì cái việc mà áp vào luật an ninh mạng thì tôi có thể kiện những người như này. Nhưng mà thực sự mà nói ấy, nó không có đáng để mình làm. Đấy, thì ở đây nhiều người là họ cũng tìm hiểu và họ biết về trại rồi. Họ cũng tỏ ra rất là buồn với những cái người mà họ thấy những cái thông tin những con gà tơ 40 triệu rồi đó, là thay vì đó là sự thật thì mình sẽ nghiên cứu, mình nghĩ tại sao lại nó lại tuyệt vời như thế, cái hay ở đâu. Chẳng lẽ người mua người ta không biết lựa chọn trong khi chính sách bảo hành của trại tốt như thế, nhưng mà vì không có biết cái cách đặt niềm tin cho nên là bắt đầu là nghĩa là mất phương hướng khi mà tiếp cận nhiều thông tin ấy. Nên các bạn nên theo dõi đây, có một cái trường hợp rất là đặc biệt là bạn Bình Trịnh Thanh này. Đó. Bạn này á, nói rằng là Văn Phượng Hoàng với song song đây, mua một con bừa mở mỏ không chịu đá, nuôi ra lông cũng không đá, thiệt rồi. Đó. Và các bạn nghe như vậy thì thấy người này vô bình luận như vậy cứ nghĩ là đúng. Đây các bạn nên tìm hiểu nè, một số người mà bình luận hùa theo và nói những cái lời nó không đúng là tôi đã block rồi. Đây, Bùi Văn Thịnh, thịt ăn ngon lắm, hồi mới mới chơi nghe nó sái cổ mà mua về như sơ sơ. Thì họ nói như thế là chúng ta nghe thì chúng ta cứ nghĩ chắc là họ là như vậy thật, họ mới nói thật. Như các bạn hãy xem đây, nghĩa là những người mà bình luận cùng á, họ họ nói chuyện với nhau rồi, những người kia nói chuyện không đàng hoàng tôi xóa rồi. Tôi kiếm gà tơ 500 600 bát thôi, hên thì được con chơi, hên thì coi như thịt gà đắt thì vẫn ngon, lại phu thêm được mấy trận. Đó. Thì chúng ta đọc tới đây chúng ta vẫn tưởng rằng ông này là nói đúng, nói có một cái chứng cứ gì đó, có một cái gì có sự thật gì đó chứ không phải là chứng cứ. Tiếp tục họ trả lời với nhau, xuất thân gà chiến cũng từ đó ra thôi em. Tiếp tục họ nói với nhau này, đa số do Tây nuôi thôi, giờ gà tơ thì gần như hên xui bóng bộ đẹp là được. Thì tôi mãi tôi đâu có biết, họ cứ nói chuyện với nhau thế. Nếu khi tôi thấy tôi đọc tôi hỏi, tôi dùng cái từ tôi đâu biết họ có mua hay không mua con nào đâu, tôi hỏi sao không đổi trả. Đó, bắt đầu là cái này là cái mà ai theo dõi trại đều hiểu rồi này. Nghĩa là bất cứ người nào mà chưa mua gà của trại đã biết là trại có chính sách bảo hành, cho nên người mua mà không biết đều là người nói láo. Đó là điều mà các bạn có thể khẳng định 100% và chửi thẳng vô mặt luôn. Đó là vớ vẩn, nên là chỉ là những người đó là những người ba xạo thôi. Thì tôi hỏi câu là sao không đổi trả, và tôi chưa xác minh là họ là ai đâu. Bắt đầu là nói là tôi thôi bạn, con gà mua về không ưng ý thì chịu, do ngu thôi. Đó, đây là cái đọc tới đây là chúng ta biết rằng cái người này là một cái người mà không bao giờ biết gì về trại Ba Bảo Bình Định, và họ nói những cái điều rất là không ăn nhập vào đâu cả. Không có một người khách nào ở trại Ba Bảo mà phải nói những câu này cả, tại vì họ biết rằng là sẽ được đổi trả miễn phí trong mọi trường hợp. Bắt đầu tôi mới hỏi này, bạn này nói rất vô lý, vậy cho hỏi bạn mua con gà nào, mã số nào, bạn có quyền đổi trả, nếu không ưng sao bạn không đổi mà nói, nhưng bạn hãy nói rõ là bạn mua lúc nào, mã số gì. Thì có một người vào, người này thì nói chuyện chưa đến nỗi mà phải bị block nè. Gà trong dân gian đầy gà hay gì đó, nói tùm lum. Rồi. Tới tôi nói tiếp, tôi không thấy bạn ấy trả lời, tôi nói tiếp. Tôi nói bạn Bình Trịnh Thanh, bạn nên chia sẻ rõ ràng để mọi người biết rõ, không nên nói lấp lửng vô căn cứ như vậy. Tôi đã hỏi bạn mua gà mã số gì, bao nhiêu ký, màu gì, bạn ở đâu, mua khi nào, bạn vẫn chưa trả lời cho chúng tôi biết. Chúng tôi hỏi tại sao bạn không gửi bảo hành đổi trả thì bạn nói không thích bảo hành. Vậy tại sao mình có quyền đổi trả mà không đổi trả rồi bây giờ nói?
chúng tôi cũng không biết bạn mua gà nào, bao lâu rồi. Nhớ ngày xưa, vài năm trước, có một bạn ở Thái Bình mua con gà ó kỵ vườn. Trại nói rõ khi bán, nói gà này hay, nhưng kỵ vườn, ai mua về đúc mái thì mua. Rồi bạn đó mua, bạn còn khen gà rất hay. Một thời gian sau chia sẻ là đi ra vườn, nghĩa là nhắn tin riêng với tôi á, là nhà khác không đá, nhưng tiếc nó đá quá hay, chân đá quá đỉnh nên muốn nuôi đá. Rồi nữa, rõ ràng là khi mua là biết đây là gà kỵ vườn rồi nhé. Rồi gà thay lông và bệnh chết chứ không phải ăn thịt, có nghĩa là tôi nói đoạn này nghĩa là tôi nói đỡ xem thử có phải là bạn đó hay không. Nhưng mà không phải, tại vì nếu mà cái người mà mua con gà mà ó, con gà ó mà kỵ vườn này á, là ở Thái Bình á, là họ, nếu là họ là họ sẽ xác định ngay đó. Nhưng mà trường hợp mà nói con gà mà không dám đá là chỉ có gà kỵ vườn thôi. Lúc đó mà gà kỵ vườn là chúng tôi bán, tôi nói rõ lúc đó vậy, lúc đó là vậy. Gần đây hơn hai năm sau, bạn đó lại nói về con gà kỵ vườn với kiểu trách móc là gà không chịu đá. Điều này thật khó hiểu. Khi đã mua gà kỵ vườn thì cũng phải biết là nó không đá vườn khác, đã giữ thì thích nó, vì thích nó, sau đó lại nói này nói nọ là không nên. Thì cái bạn Bình Trịnh Thanh, bạn nói, bạn nhắn tin này: mình mua con gà 2 kg 3,5 triệu hơn 2 năm rồi, làm gì có mã nào, hay có nhưng giờ cũng không nhớ đó. Nói vô đây bắt đầu là một thông tin là nó không liên quan gì tới trại. Lý do trại không bao giờ bán gà 2 kg, ai theo dõi trại đều biết trại Bảo Bình Định có bao giờ mà bán gà 2 kg đâu. Chỉ trường hợp đặc biệt là cái lúc mà thanh lý ở trại gà, lý do mà nhận cái lệnh cưỡng chế ấy, thì lúc đó là có một số con gà con, gà trôi, nhưng chỉ tầm là 500-700 ngàn đó, và đều mua thanh lý và đều là những người tới trại mua đó. Rồi đặc biệt là có một nhóm gà nó lớn tầm 2,5 kg, 2,7 kg rồi á, là bán tối đa từ 1 triệu đến 1,5 triệu đó. Vậy thì còn không bao giờ trại mà bán gà 2 kg. Vậy thì ai theo dõi trại cũng đều biết. Vậy thì đọc đến đây á, tất cả khách của trại, người ta đọc người ta cũng không thèm bình luận, tại vì biết cái ông Bình Trịnh Thanh này là ông nói là nói sai rồi đó. Cái việc mà nói gà của trại không có mã số là cũng nói sai nữa, tại vì gà của Ba Bảo là đều có mã số, còn con nào không mã số là đều có tên, và nếu mà không có mã số, không có tên là trường hợp đặc biệt, tôi đều nhớ cả. Bình Trịnh Thanh, cách đây 2 năm trại không bao giờ bán gà 2 kg, tôi nói cho họ biết. Nếu có là lúc trại thanh lý, nhưng lúc thanh lý chỉ tầm 500 đến 1 triệu mà thôi. Có khi nào bạn nhớ nhầm không? Bạn có hình ảnh không? Hay câu chuyện liên quan đến con gà đó? Chúng tôi không bao giờ bán gà con từ trừ giai đoạn thanh lý, trại bị cưỡng chế. Điều này ai theo dõi cũng biết. Nhưng nếu là trường hợp đặc biệt nào đó mà chúng tôi quên, sẽ có câu chuyện gì đó sẽ nhớ lại. Bắt đầu bạn Bình Định Thanh trả lời: đỡ tí lấy mấy kia gửi hình qua cho. À, là không thấy đâu hết. Tôi nói tiếp với bạn Bình Định Thanh là thanh lý thì chỉ mới đây thôi. Vậy bạn vui lòng xác minh lại, bởi chúng tôi quan tâm đến từng quyền lợi dù là nhỏ nhất của khách hàng. Bạn Bình Định Thanh nói: thôi bạn, nói qua lại chi. Tóm lại gà trại bạn mình, chưa thấy ok. Giá con gà 2 kg thì 3,5 triệu quá cao, chứ đừng nói 35. Nó không đá thì là việc của nó. Đấy, nói rất là vớ vẩn. Nói càng nói bừa, nói tới đoạn này rồi bắt đầu nói thôi là cái người này á, là ở một khía cạnh là bạn không làm rõ. Và nếu mà làm rõ ra không phải mua gà của trại á, thì bạn phải xin lỗi thì mới đúng. Chứ không phải bạn có ý định là tới giây là bạn thôi nè. Và như vậy là bạn cố tình bôi nhọ khách, bôi nhọ tôi. Hoặc là bạn là một con người mà nói bừa và nói sai mà không dám nhìn lại cái sai của mình. Tại vì nếu mà thực sự là con gà đó mua của trại á, là chúng tôi sẽ biết. Mà trại không có bán gà 2 kg làm sao mà mua được. Và làm không bao giờ có gà 2 kg mà bán giá 3 triệu. Bởi vì là nếu gà 2 kg là thường giá khoảng vài chục triệu trở lên. Nếu mà có bán hoặc là tặng, không bao giờ bán. Đó. Lý do là gà đó là những con gà chiến mà khách đặt hàng mới có. Còn bình thường là không bao giờ chúng tôi bán gà 2 kg cả. Mà những con gà mà chưa mở mỏ, mà giai đoạn gần đây nè, là gà chưa mở mỏ là những con gà mà khách nó đã đặt hàng rồi, người ta đã đặt hàng rồi. Đó. Thì mới có trường hợp đó xảy ra. Và
khi mà người ta đã đem về, người ta kiểm tra không ưng là người ta đổi trả, tại vì trước khi mở mỏ đâu biết gà hay dở đâu, nhưng mà người ta đem về là người ta biết rằng là tại vì trại ba Bình Định là được phép kiểm tra, cho nên họ về họ nuôi, nếu mà không đá thì họ gửi đổi trả, cái đó là ai cũng biết. Vậy thì cái bạn Bình Định Thanh này nói tới đoạn này là nói rất là vớ vẩn và bắt đầu là né tránh, nghĩa là thôi bạn này, bây giờ tôi hỏi con nào không dám nói. Tôi nói với Bình Định Thanh là không nói bừa được, muốn bôi nhọ bậy bạn người khác được sao? Không thấy trả lời, tôi nhắn tiếp. Chúng tôi không bán gà con, lấy đâu ra mà bạn mua mà nói mới vớ vẩn. Bắt đầu bạn trả lời, một năm mua hơn 100 con biết đâu mà mã. Có cái hình là may lắm rồi. Vớ vẩn hay không thì anh em biết cái trại của bạn toàn nổ lừa người mới chơi. Đấy, cho nên là những cái người này là chắc chắn là không có tìm hiểu về trại, và đây là một, có thể là một cái nick ảo hay có thể là một cái nick thật, nhưng mà thực sự là có họ bị lừa, giống như là lần trước có một bạn kia nói rằng là tôi mua con gà mái của trại Ba Bảo Bình Định 12 triệu cách đây nhiều năm nhưng mà ra con không có duyên. Tôi nói ớ, trại có bán mái đâu mà anh mua mái mà anh nói như thật ấy, mà chúng tôi chưa bao giờ bán con gà mái nào mà 12 triệu cả. Thế bạn bắt đầu xác minh lại là hóa ra bạn đó là đang ở nước ngoài. Thế bạn gọi lại cho cái người ở Việt Nam á, thì bắt đầu người này mới thừa nhận là lừa anh ta. Đó là như thế nào thì không biết, họ mua ở đâu hay có mua hay không ở đâu đó thì không biết, nhưng mà chắc chắn không phải của trại. Tại vì trại không có bán gà mái, lấy gì mua. Đó, cho nên là còn cái bạn này là trại không có bán gà con mà bạn này nói là đi mua. Đó là điều hết sức vớ vẩn mà nói y như thật. Nếu mà tôi không có mà hỏi như thế này á thì là mọi người đọc vô cứ tưởng là thật. Tôi nói tiếp nè, ô hay, vậy là anh ở đâu đến đây nói bừa thế? Ai theo dõi trại đều sẽ biết là chúng tôi bán gà đều có mã số, và ai cũng biết chúng tôi không bán gà con thai ký, trừ lúc thanh lý khi trại ở Củ Chi có lệnh cưỡng chế cách đây một năm, giá rất rẻ, chỉ từ 500 đến 1 triệu, đến 700. Con nào lớn thì 1 triệu. Và chúng tôi đều bảo hành đổi trả. Con nào lớn thì 1 triệu, chúng tôi đều bảo hành đổi trả. Tôi nghĩ anh nên nghĩ kỹ lại, có khi nào mua ở nơi khác không? Chúng tôi thật lòng muốn anh xác minh lại, nhưng anh không hề có một thông tin nào, hình ảnh nào để xác minh cả. Anh phải hiểu rằng chúng tôi tự hào nhất là được những điều thật thà và bảo vệ khách hàng, làm được những điều thật thà và bảo vệ khách hàng. Anh đã nói ra, cũng nên xác minh xem cụ thể thế nào nhé. Tôi chờ hoài, 3 ngày trước nè. Tôi chờ hoài mà không thấy cái bạn này nhắn tin gì hết, tôi lại nhắn tiếp. Tôi thấy bạn là người quan tâm đến lý lẽ, bạn phải có ý thức sâu sắc rằng nếu bạn đã nói ra cần phải đúng. Tránh bạn nói on gây ảnh hưởng đến người khác, bạn biết không? Thứ nhất, chúng tôi luôn có mã số cho từng con gà bán ra. Thứ hai, chúng tôi không bán gà dưới 2 kg. Thứ ba, chúng tôi không bao giờ bán gà chưa mở mỏ cho người lạ. Vậy điều bạn nói là vô cùng xa lạ với chúng tôi. Bạn phải hết sức bình tĩnh và trách nhiệm. Hãy nhớ lại chính xác xem tôi nghĩ bạn đã mua ở nơi nào khác, không phải của chúng tôi. Vui lòng hãy nhớ kỹ lại xem. Và các bạn biết rằng là không có một cái tin nào trả lời ở đây nữa cả. Và họ đi đâu mất rồi. Và các bạn biết rằng là vậy thì sẽ có 2 trường hợp. Một trường hợp đây là một cái nick ảo và họ đuối lý rồi. Họ không thể nào mà khi mà họ đưa ra một thông tin bịa đặt hoàn toàn vớ vẩn như thế thì họ sẽ biến mất. Cái thứ hai, đây là một con người vô liêm sỉ, là đã hồ đồ bôi nhọ người khác một cái điều không có đúng. Nhưng mà khi mà biết mình không đúng á, thì không có xin lỗi. Và đây là một người vô trách nhiệm. Đó, vậy thì trong cái mạng xã hội này các bạn biết rồi. Nếu mà cái đoạn trước là một người tự bịa ra một cái thông tin mà hoàn toàn không có thật, và còn đem cả hình ảnh lên, có hình của tôi, hình của ổng, hình của người mà trực tiếp mua gà lên, và họ nói như thật. Đó, vậy thì nếu mà chúng ta không có tinh tế và không có lòng tin và vô tình mà không nói chuyện với trại để xác minh, hỗ trợ xác minh xem thông tin như thế nào á, thì chúng ta dường như là chúng ta sẽ bị những cái thông tin không có đúng á, là làm cho chúng ta hoang mang.
rất là nhiều những người mà không tiếp nhận đúng thông tin rồi đi nghĩa là nghe những cái thông tin giả, nghĩa là cái đọc những cái tin giả trên mạng của những cái người, thậm chí người giả luôn, thông tin giả trên mạng là những cái nick ảo á, rồi những cái người mà xấu tính người ta bịa ra. Và có một điều rất là tào lao, đó là chúng tôi đăng con gà đã bán rồi lên thông tin rất là rõ, thì lại nói theo kiểu rằng là chúng tôi là bịa ra đó. Thì với cái trường hợp mà ví dụ như một số trường hợp này, cái này là bạn Lưu Văn Phong, ông này là tôi biết rồi. Ông này là cũng người Bình Định đó, là tôi cũng nghe cỡ rất là nhiều về trường hợp này. Khi mà tôi ra ngoài Bồng Sơn thì vô tình là ngồi, tôi đang ngồi với bạn, còn bạn tôi lại gọi tới, ngồi dùng đâu dám nhìn mặt tôi, không có dám ngước lên nhìn, không có một cái phẩm chất nào để ngồi cùng bàn với tôi cả. Nhưng mà vì bạn tôi ngồi gọi tới thì cũng ngồi đó, ngồi đánh lung tung trên này đó, là rất là tào lao. Thế là copy một cái bài của tôi đăng lên trên mạng, thế là ghi nguồn internet, trong khi là rõ ràng là thường xuyên vào trang của tôi bình luận thường xuyên luôn đó. Rồi có lần tôi làm thuốc ôm lên còn nhào vô xin một chai thuốc ôm. Thế là copy bài của tôi đăng lên trên cái nhóm khác là ghi nguồn internet. Thế tôi mới hỏi, ô bạn là bạn của tôi mà, tôi thì chưa gặp bạn, nhưng mà là cũng người Bình Định với nhau, mà người Bình Định đâu có ai mà làm như thế. Copy bài của tôi đăng lên thì cứ ghi của Việt hay của ba bảo Bình Định đi, chứ sao ghi nguồn internet. Tôi đâu có biết đây là bạn viết. Ô hay thế. Ngày nào cũng like, ngày nào cũng đọc, bài nào bạn cũng đọc, mà bài này bạn cũng đọc rồi mà bạn cũng không biết là tôi viết, hay thế. Sau đó ra gặp thì đâu có dám ngước mặt lên nhìn, rồi bó tay rồi. Thì thông qua một vài cái như vậy để mọi người hiểu rằng á, là cái thông tin giả trên mạng bây giờ rất là nhiều. Mà trại Ba Bảo Bình Định chúng tôi thì từ A tới Z nó chuẩn chỉ, đặc biệt là quyền lợi khách hàng đã đặt lên hàng đầu. Ví dụ chúng tôi á, đăng lên cái thông tin bảo hành thì chúng tôi viết rất là đàng hoàng rõ ràng. Thì các bạn biết là những cái bạn mà làm cái nghề gà này á, là tự nhiên họ bị thấy là họ tưởng như cái thông tin bảo hành của tôi, cái nghĩa là chính sách bảo hành của chúng tôi á, làm tổn thương tới họ. Nhưng mà không phải, tôi từng khuyên một số người á, là chính sách bảo hành của chúng tôi á, là tôi cho mọi người đổi trả thoải mái. Các bạn có học theo hay không là việc của các bạn, nhưng mà nếu các bạn học theo là chỉ có tốt chứ không có xấu. Bởi vì sao? Khi mà các bạn làm bảo hành đổi trả miễn phí cho khách hàng á, là các bạn đã tự tu thân rồi. Lý do, bạn không bao giờ bán được một con gà mà không xứng đáng cho khách nữa cả. Tôi khẳng định luôn. Cho nên là các bạn phải làm được điều đó. Rồi nó đối diện với những khó khăn. Nó đối diện với những khó khăn. Ví dụ như là gặp khách này, khách kia, thế này, thế kia. Thì các bạn phải biết cách xử lý những cái đó. Nhưng cái việc đầu tiên của bảo hành đó là chúng ta phải có sản phẩm tốt. Và chúng ta phải tự tin vào sản phẩm. Và phản bẩm đó, chúng ta phải tự tin rằng nó còn xứng đáng hơn cái số tiền khách hàng bỏ ra. Thì chúng ta mới làm được điều đó. Cho nên là đầu tiên là chúng ta tu thân trước là như vậy. Chúng ta phải chỉnh bản thân chúng ta trước là như vậy. Chúng ta phải hoàn thiện bản thân ta trước là như vậy. Cho nên là cái việc chúng ta muốn phát triển trong kinh doanh á, thì chúng ta phải hoàn thiện bản thân trước. Vậy thì đầu tiên là sản phẩm chúng ta phải chỉnh chu trước, phải hoàn thiện trước. Đỡ chi? Đỡ khi khách hàng họ nhận là họ sẽ hài lòng như thế. Không hài lòng là gì? Họ đổi trả. Có nghĩa rằng là nó phải đúng với giá trị của sản phẩm. Và khi các bạn làm như vậy nó sẽ tốt. Và các bạn có thể là không áp dụng cái chính sách bảo hành này, tại vì cái rủi ro nó cao với những khách hàng mà không phục đủ trình độ, hoặc là khách hàng trục lời chẳng hạn. Nhưng không vì thế mà các bạn cảm thấy rằng cái chính sách bảo hành của trại Ba Bảo làm tổn thương đến các bạn. Nó không tổn thương đâu. Thực sự mà nói, nó không tổn thương đâu. Nó tốt cho tất cả mọi người, cả người mua của trại và tất cả các bạn. Bởi vì nó sẽ giúp cho cái thị trường bán gà online, bán gà qua mạng á, và bán gà nói chung, tại vì ngay cả mua offline hay offline với trại Ba Bảo Bình Định đều được đổi trả cả. Nhưng mà tới trại mua lựa chọn đã đời, xong về nhà không thích vẫn có quyền đổi trả, chứ không phải là mua trên mạng mới có việc được đổi trả đâu. Không phải như thế. Thậm chí tới trại coi, xây sổ,
trước mặt luôn, chọn mua luôn, xong đem về vẫn có quyền đổi trả. Cái đó là sự thật. Tại vì sao? Tại vì đó là cái sự bảo vệ con gà của chúng tôi. Lý do là một số người đó họ không có đủ trình độ để họ thẩm định hoặc họ nuôi, họ không có khả năng để đào tạo con gà. Thì nếu mà lúc mà họ đã không thích và chúng tôi không nhận lại là con gà đó nó sẽ bị ngược đãi đó. Rồi thậm chí có một số người á, là tâm địa không tốt, mặc dù mua là mua trực tiếp về sổ, thậm chí có người đã ăn độ rồi nữa cơ. Thì dẫn đến là nếu chúng tôi không nhận lại là con gà có thể bị ngược đãi, và thậm chí ở đâu đó thì họ có thể nói xấu chúng tôi một cách nó vô cớ chứ hả. Mặc dù tất cả khi xác minh lại đều không phải nha các bạn. Tại vì cái điều ai cũng biết rồi là ba bảo là định đổi trả miễn phí trong mọi trường hợp. Thậm chí có những trường hợp mà có một bạn ở đâu ở ngoài Hà Tây, là em nghiên cứu trại rồi, em biết kỹ rồi, em tìm hiểu những người quen thân với trại, em biết hết rồi, em biết gà của trại chất lượng, cho nên là bây giờ em xin là không cần bảo hành, anh giảm cho em giá được không? Thế thì nếu mà thân với bạn tôi thì cái chuyện đó đâu có vấn đề gì. Thế là đồng ý giảm giá, ví dụ thay vì 12 triệu lấy 10 triệu chẳng hạn, ví dụ thế. Thì về, anh ơi, anh bảo hành giúp em. Mình nói, ô hay, bạn đã thuyết phục tôi là không cần bảo hành mà. Nên tôi chỉ hỏi vừa vậy thôi. Tôi hỏi giá vừa, tôi hỏi vậy thôi. Nói, gà này nó không xứng đáng rồi nè. Nói, ô thế sao lúc trước bạn không mua bảo hành đi để mà đổi trả. Bạn đã đinh ninh chắc nịch, bạn nói bạn nghiên cứu kỹ 2-3 clip rồi. Nghiên cứu kỹ 2-3 clip rồi. Bạn còn nghiên cứu cả những người thân quen của tôi, rồi bạn tìm hiểu tôi kỹ hết rồi, bạn nói rõ như thế và bạn quyết định không bảo hành mà. Sao bạn lại bây giờ lại đòi bảo hành? Thế nói, ô, thế sao anh nói gửi vào? Nói là, đúng thế, tôi bảo gửi vào nhưng mà tôi chỉ hỏi bạn thế thôi. Nghĩa tôi bảo gửi vào trước rồi tôi mới hỏi như thế. Nói, do anh bảo gửi vào cho nên em mới nói tới bảo hành nữa, chứ không anh không bảo gửi vào em nói tới làm chi. Nói, ô, bạn gạo gửi trả cho tôi thì tôi mới bảo gửi vào, bạn ấy bảo gửi đổi trả thì tôi mới bảo gửi vào, mà bạn nói là do tôi nói là sao? Nói, dạ em biết rồi. Nói, tôi nói cho bạn biết nhá, là tôi sẽ mua lại chứ không phải bảo hành, tại vì bạn đâu có bảo hành đâu mà bảo hành, nhưng mà tôi sẽ mua để bảo vệ con gà. Mặc dù con gà này bạn nghiên cứu nhiều clip rồi đó, nhưng về bạn làm như này á, thì các bạn biết rằng là nhiều lý do lắm. Ví dụ từ Hà Nội mà từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hà Tây có mấy ngày mà bạn sổ, có đúng một tuần mà bạn sổ, thì đấy là cái thời điểm một tuần là thời điểm con gà nó nhão cơ nhất, nghĩa là các cơ nó trùng và con gà nó đá như một con gà phu, hoặc là nó đá như một con gà nục nịch vậy đó. Nó nhảy không nổi, nó đi đứng còn không nổi, nên là nếu mình đem tập luyện lúc đó là rất tội nghiệp cho con gà. Đấy, thờ thốt mình lum la hết là không có, chưa hư con gà này kia. Thì mà tôi nói bây giờ tôi mua lại, bạn muốn bán bao nhiêu? Thế là anh mua nhiêu được, nói không, tôi mua là bạn phải nói giá chứ. Chứ làm sao mà tôi mua bao nhiêu được. Nói thôi, em chịu thiệt thòi 2 triệu được không anh? Đại loại thế. Tôi nói ra thôi. Tôi bảo cứ gửi gà đi, cứ gửi vào lại đi. Thì khi mà gửi con gà vào lại rồi thì trong tài khoản của bạn là nhận đủ tiền, không mất một đồng nào cái số tiền bạn bỏ ra. Thế là lúc đó là bạn thực sự là xúc động. Bắt đầu vài tháng sau bạn cứ thường xuyên nhắn cho tôi và có những lần gọi cho tôi và thể hiện rằng là đúng là thực sự chưa gặp ở đâu và em chưa bao giờ nghĩ có thể được như thế này. Nên là đúng là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Và phải thực sự là khâm phục và anh dạy cho em rất nhiều điều trong cái môn chơi gà này. Các bạn biết rằng là riêng về vấn đề mà riêng về con gà ở trại Ba Bảo Bình Định mà nói tới bán ra ấy, thì khách phải hài lòng mới thôi. Đó là điều mà ai cũng biết mà. Đấy, nên là vừa rồi ở ngoài Hà Nội có trường hợp có em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Tôi rất là quý em đó, mà em là rất là quý và tôn trọng tôi và tôn trọng cách làm của trại Ba Bảo Bình Định, và bạn thốt lên nhiều lần rằng là không có một ai dám làm như thế, và những cái kẻ mà nói này nói kia là toàn là những cái người mà họ thực sự là không quan tâm đến lý lẽ, hoặc là họ cố tình nói như thế. Thì khi bạn
mua con đầu tiên á, bạn gửi tiền bạn mua á, thì nhân viên của tôi chấm một con gà dòng Quyền Anh dòng giá dưới. Thì một thời gian sau Tiến Đạt nói là con gà không đạt anh à, nó gửi vào, nó thay lông rồi gửi được không anh? Nói được em, nên là em cứ gửi vào. Thì con gà gửi vào là đang thay lông, thì lúc đó là nhân viên mới chấm một con gà, con của con bông cỏ dại, con quân bông cỏ dại. Giữ em lại, con của con bông cỏ dại thì chuẩn bị gửi đi thì nó lại rơi vào là cách ly xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tất cả xe đều không.